Rất vui được gặp lại quý vị ở tạp chí Đi Óc tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không khuyến khích phát triển nhà ở xã hội giá rẻ cỡ khoảng 100 triệu đồng cho người thu nhập thấp như mô hình của tỉnh Bình Dương đang làm hiện nay. Đây là thông tin được ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trong buổi họp báo định kỳ quý 1 năm 2017 được tổ chức mới đây. Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hoàn toàn có thể làm được nhà ở giá rẻ với chi phí khoảng 100 triệu đồng như Bình Dương nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện: không mất chi phí về đất như chi phí giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất trong chi phí đầu tư, không tính chi phí đầu tư hạ tầng và diện tích nhà ở là 25m² để có giá bán khoảng 4 triệu đồng mỗi mét vuông. Ông Tuấn cho hay, qua khảo sát hiện thì Thành phố Hồ Chí Minh có 2 khu vực có thể phát triển nhà ở giá rẻ. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông, thì việc phát triển nhà ở xã hội giá rẻ nên gắn với các khu chế xuất, khu công nghiệp để loại nhà này đáp ứng được nhu cầu của phần lớn công nhân, lao động nhập cư. Và nếu nhà ở giá rẻ phát triển ồ ạt sẽ phá vỡ kết cấu quy hoạch dân cư, gây sức ép lên hạ tầng đô thị của thành phố. Theo quan điểm tôi, mình chỉ làm nhà ở 100 triệu. Nó gắn với cái khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi tập trung đông của nhà. Nhưng điều quan trọng là vấn đề không phải là nhà 100 triệu. Điều quan trọng mà chúng ta tiếp cận để lý giải vấn đề này là làm thế nào để có nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, phù hợp với điều kiện mức sống của người dân ở từng địa phương. Chứ không phải nói Bình Dương làm nhà 100 triệu, thành phố mình cũng làm nhà 1 triệu, điều kiện khác nhau. Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong điều kiện hiện nay thì dù nhà ở cho người thu nhập thấp hay nhà thương mại đều là thị trường và giá bán nhà ở xã hội dưới 1 tỷ đồng là chấp nhận được. Nhà ở xã hội cũng là thị trường với nhiều đối tượng nên có nhiều mức giá để người dân lựa chọn, chẳng hạn như 900 triệu, 700 triệu, 500 triệu hoặc 300 triệu đồng mỗi căn. Ông Trần Trọng Tuấn khẳng định hiện đã có một số doanh nghiệp ở thành phố kiên trì mục tiêu xây dựng loại nhà này. Và nếu từ đơn vị thiết kế, đơn vị cung cấp vật tư, nhà thầu, mỗi doanh nghiệp, mỗi dịch vụ, mỗi hoạt động đều được kéo giảm giá xuống ở mức có thể chấp nhận được, thì giá nhà sẽ giảm đi. Nhờ đó, hàng nghìn người thu nhập thấp sẽ có nhà ở. Kính thưa quý vị, thị trường bất động sản năm 2016 được đánh giá là lệch pha nguồn cung với sự phát triển ồ ạt của các loại bất động sản cao cấp. Sau nhiều cảnh báo thì thị trường có điều chỉnh thời điểm cuối năm và theo nhiều chuyên gia thì với đà phát triển của thị trường hiện nay, năm 2017 sẽ là năm của bất động sản bình dân. Bên cạnh thúc đẩy nhà ở thương mại giá rẻ thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có xu hướng phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cần tỉnh táo trước mục tiêu tốt đẹp này. Cuối năm 2016, CBRE Việt Nam đưa ra dự báo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có gần 43.900 căn hộ mở bán vào năm 2017, gần 40% trong số này thuộc phân khúc bình dân. Tỷ lệ mở bán thành công của nhóm này được dự báo đạt gần 60% trong năm nay. Còn theo JLL Việt Nam, trong năm nay thành phố sẽ có hơn 36.000 căn hộ mới, trong đó dẫn dắt thị trường cũng là phân khúc nhà giá thấp. Theo đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc này thể hiện sự điều chỉnh của thị trường khi phân khúc bất động sản cao cấp đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lệch pha. Động lực quan trọng giúp thúc đẩy sự chuyển biến của phân khúc nhà giá rẻ không thể không nhắc đến động thái bất ngờ của Vingroup khi lần đầu tiên một đại gia trong phân khúc bất động sản cao cấp lại tuyên bố sẽ đầu tư xây dựng từ 200.000 đến 300.000 căn hộ có giá chỉ từ 700 triệu đồng một căn. Bước đi này sau đó được giải thích là nhằm đa dạng hóa phân khúc khách hàng, nhưng dù vô tình hay cố ý, Vingroup cũng đã bơm một liều thuốc trợ lực mạnh cho phân khúc bất động sản bình dân. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn tuyên bố sẽ đầu tư đẩy mạnh hơn nữa cho nhà giá rẻ. Thật sự không có gì phải lo lắng khi các doanh nghiệp đổ xô vào phát triển nhà giá rẻ. Việt Nam đang thiếu trầm trọng những căn nhà có giá phù hợp với đại đa số người có thu nhập thấp như công nhân, sinh viên, giới trẻ. Thiếu trầm trọng. Và tôi chắc chắn rằng trong vòng 10 năm nữa, tình hình cũng tương tự. Tại Việt Nam, một căn hộ được xem là thuộc phân khúc giá rẻ khi có giá dưới 1 tỷ đồng, tức là bình quân 15 triệu đồng một mét vuông. Với mức độ này, theo đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có thể chấp nhận trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh dẫn chứng, đất nước Singapore cũng từng chấp nhận phải ở chật một chút trong suốt 30 năm đầu từ ngày lập quốc. Đến khi đạt được mức độ phát triển nhất định, họ sẽ thay thế dần những căn hộ chật chội bằng những căn hộ mới tiện nghi hơn. Chúng ta phải chấp nhận một cái phương thức để chỉnh trang phát triển đô thị theo cái lộ trình mà có lẽ một cái bài học rất là quý giá đối với chúng ta, đó là bài học của Singapore. Và Singapore phát triển như hiện nay, họ phải trải qua hơn 50 năm. Nhưng mà phải nói trong 30 năm đầu tiên là Singapore chấp nhận một cái giai đoạn phát triển đô thị ban đầu
là ở chật một chút, ở chưa đẹp và chưa có đầy đủ tiện ích. Nhưng mà dần dần là người ta chỉnh trang lại từng khu phố, người ta theo cái tiến trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, trong buổi làm việc với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Đinh La Thăng cho rằng cái giá 15 triệu đồng một mét vuông rõ ràng đang vượt quá tầm tay của những người thu nhập thấp, tiêu biểu là công nhân. Ông Thăng yêu cầu phải tìm cách để giảm giá nhà ở xã hội xuống còn 5 đến 6 triệu đồng một mét vuông, mỗi căn có diện tích từ 45 đến 60 mét vuông, tức là khoảng dưới 400 triệu đồng một căn. Và để có được mức giá này tại thành phố đắt đỏ như Hồ Chí Minh, ông Thăng cho rằng ngân sách của thành phố phải chịu toàn bộ chi phí đất. Tuy nhiên, một tính toán của lãnh đạo Bộ Xây dựng cho thấy, nếu thành phố chỉ bao chi phí đất thôi là chưa đủ. Theo vị này, để phát triển những căn hộ 100 đến 200 triệu đồng, nhà đầu tư tại Bình Dương phải hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là được xây căn hộ có diện tích cực nhỏ, từ 25 đến 30 mét vuông. Thứ hai là được miễn hẳn tiền sử dụng đất. Và cuối cùng là dự án phải nằm trên phần diện tích đã có sẵn hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nghĩa là giá thành căn hộ của chủ đầu tư sẽ không phải gánh thêm chi phí xây dựng hạ tầng. Như vậy xem ra, để hiện thực hóa chỉ thị của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần thêm nhiều tiền hơn từ ngân sách. Không những có giá vượt mức thu nhập mà số lượng các dự án nhà giá rẻ cũng còn thấp hơn rất nhiều lần so với nhu cầu thực. Theo số liệu của Hiệp hội Bất động sản thành phố, hiện thành phố có khoảng 3 triệu người dân nhập cư, hơn 500.000 hộ gia đình chưa có nhà ở và khoảng 50.000 cặp kết hôn mới mỗi năm. Còn nếu tính theo số lượng 500.000 doanh nghiệp vào năm 2020, trung bình mỗi doanh nghiệp chỉ cần 10 lao động thì số công nhân tại thành phố này đã lên đến 5 triệu người. Trong khi nếu tính cả những dự án đã khởi công, dự án được chấp thuận đầu tư và dự án mới có chủ trương đầu tư, thì đến năm 2020, thành phố mới cung ứng được 20.000 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia từ JOL Việt Nam cho rằng, việc khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở giá rẻ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần phải thận trọng hơn. Thứ nhất, chủ trương này chắc chắn sẽ vấp phải áp lực đòi giảm diện tích căn hộ và tăng mật độ xây dựng của dự án. Điều này sẽ dẫn đến những căn hộ hợp dày, shoebox đã từng xảy ra tại Singapore, hay tệ hơn là những khu ổ chuột trên cao đã được cảnh báo nhiều lần. Thực tế hiện nay, những đề xuất như thế này được các doanh nghiệp lặp lại khá nhiều lần. Cái chương trình này thực hiện một cách tốt đẹp và nhanh chóng, thì tôi nghĩ là ngành xây dựng nên có một cái hướng dẫn là nhà nhỏ rẻ sẽ được các chỉ tiêu như là nhà ở xã hội. Có nghĩa là mật độ xây dựng được tăng lên, hệ số sử dụng đất được tăng lên và chấp nhận cho nhà nhỏ rẻ được quyền đầu tư căn hộ 25 mét vuông như nhà ở xã hội. Bởi vì tôi thấy rất là bất công. Tại sao nhà ở xã hội thì được 25 mét vuông mà nhà ở nhỏ rẻ thì không được 25 mét vuông? Tôi cho rằng đấy là điều cần phải xóa bỏ sự phân biệt. Và thứ hai là vấn đề quá tải của hạ tầng và chất lượng sống của thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đang thiếu căn hộ giá rẻ. Nhưng một điểm cần lưu ý là việc phát triển quá nhiều căn hộ giá rẻ như thế này sẽ dẫn đến lượng người nhập cư tăng và điều kiện sống theo đó sẽ đi xuống rất nhanh. Chính phủ sẽ cần quan tâm đến vấn đề này hơn để có những chính sách điều tiết hợp lý. Chúng ta có thể nhìn vào các quốc gia khác, chẳng hạn tại Anh, quê hương tôi, cũng có những dự án nhà giá rẻ với quy mô lớn và thành phố không còn là nơi tuyệt vời để sống nữa. Với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút một lượng lớn người nhập cư mỗi năm. Và xét ở một góc độ nào đó, giá nhà chính là rào cản của thị trường, khiến một bộ phận người nhập cư sau khi kết thúc học tập, lao động tại thành phố sẽ trở về quê nhà. Giá nhà được đẩy xuống quá thấp, có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng về quy hoạch và phúc lợi xã hội. Và thưa quý vị, vào tuần qua thì công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đã ký kết hợp tác với công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình xây dựng dự án nhà ở 1.000 tỷ đồng tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án đánh dấu việc Khang Điền trở lại với phân khúc căn hộ sau nhiều năm tập trung phát triển dòng sản phẩm nhà phố liên kế và biệt thự cao cấp. Theo thỏa thuận hợp tác, Hòa Bình Corp sẽ là tổng thầu trong các hoạt động xây dựng, thiết kế và thi công dự án khu chung cư đầu tiên do Khang Điền phát triển độc lập tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Dự án có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng và là dự án đầu tiên đánh dấu cho việc Khang Điền trở lại với phân khúc căn hộ. Sau nhiều năm tập trung phát triển và đã khẳng định được thương hiệu ở dòng sản phẩm nhà phố liên kế và biệt thự cao cấp. Tọa lạc tại mặt tiền đường song hành với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, kế cận quận 2, dự án thừa hưởng hệ thống hạ tầng kết nối đã hoàn thiện như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cơ sở hạ tầng của khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án gồm 4 lot với 900 căn hộ, các căn hộ có diện tích linh hoạt được bố trí từ 1 đến 2 phòng ngủ và căn hộ duplex. Tại đây có đầy đủ tiện ích phục vụ cư dân như cụm hồ bơi, hồ tràng đẳng cấp, khu cà phê, shop house, trường học, phòng gym với thiết bị cao cấp, khu vui chơi trẻ em, v.v.
Thưa quý vị, vào cuối tuần qua thì công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền đã tổ chức lễ mở bán khu nhà liên kế vườn Merita ngay trong khuôn viên dự án tại mặt tiền đường Liên Phường, quận 9 với 300 khách tham dự. Dịp này thì chủ đầu tư nhà Khang Điền đã khai trương khu nhà mẫu của dự án. Tiếp nối thành công trong việc kiến tạo nên những cộng đồng cư dân hạnh phúc và sầm uất tại khu vực quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, Khang Điền tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm cao cấp mới là dự án khu dân cư Merita tại vị trí ngay mặt tiền đường Liên Phường, quận 9. Dự án được đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế kiến trúc và cảnh quan xanh, mang đến một không gian sống tiện nghi và giá trị cho những gia đình trẻ. Merita có tổng diện tích 3,1 hectare với 131 căn nhà liên kế vườn được thiết kế theo phong cách hiện đại, có diện tích linh hoạt từ 142 đến 362 m2. Đặc biệt, với 42 căn mặt tiền đường Liên Phường rất có giá trị bởi những căn nhà này rất thuận tiện cho việc di chuyển và có thể gia tăng khả năng đầu tư kinh doanh của chủ sở hữu. Merita được chủ đầu tư Khang Điền hoàn thiện mọi tiện ích và xây sẵn trước khi mở bán. Vì vậy, khách hàng có thể tham quan và khi quyết định mua nhà có thể vào ở ngay. Từ Merita, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến trung tâm quận 1 với chỉ 10 phút, 15 phút đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Tại Merita, cư dân có thể sử dụng tối đa các tiện ích năm sau đã được hoàn thiện: hồ bơi, hồ tràng, phòng gym, khu cà phê, khu vui chơi trẻ em, khu công viên cây xanh và thụ hưởng một không gian sống đẳng cấp, văn minh với chế độ an ninh tuyệt đối 24/7. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với thông tin mua bán bất động sản. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Địa ốc tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.